Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Thì các bác có thể thấy là bây giờ nó rất là tối rồi các bác nhé. Ngoài trời nó rất là tối rồi, bây giờ nó rơi vào tầm 5 rưỡi chiều các bác nhé. Thì các bác có thể thấy là trời mùa đông là 5 rưỡi chiều thì rất là tối. Nhưng mà dạo này đơn hàng của em nó khá là nhiều nên là em phải tranh thủ nên làm cho các bác một cái video gọi là để nói chuyện với các bác. Nếu mà không cái hoạt động hàng ngày của mình ấy đang làm việc ấy nó quen rồi các bác nhé. Nhưng mà tiện hôm nay là không có video thì vài ngày thì không có video thì nó hơi buồn khi mà đăng lên kênh, có nghĩa không có video đăng lên kênh thì nó hơi buồn. Thì hôm nay em lên với các bác một chủ đề như sau. Có rất là nhiều bác hỏi là cái con chim của em như này nó khỏe hay chưa, và cái con chim của em như này nó đã ổn định hay chưa. Thì hôm nay em lên chia sẻ với các bác một số về cái chủ đề đó là cái cách nhận biết làm sao mà biết là chú chim của mình có khỏe hay không và có đủ lực hay không các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác như sau. Thì thường thường là bây giờ các bác muốn nhận biết được chú chim khỏe, chim của mình nó có khỏe hay không thì mình phải phân tích rõ ràng ra như này này. Thứ nhất là con chim yếu là như thế nào và con chim khỏe là như nào. Thì em xin trả lời với các bác là những con chim yếu ấy thì biểu hiện của nó sẽ là thường thường là như này này các bác này. Đây là cái phần đa số nó sẽ bị như vậy nha các bác nhé. Thì các bác hãy xem cái video này và hãy áp dụng vào những chú chim của mình và hãy quan sát xem thấy là như vậy có đúng hay không các bác nhé. Thì những chú chim yếu ấy thường thường lông nó rất là hay xù và nó kêu róc róc bởi vì là những chú chim này thì có thể là những con đấy là tâm lý nó chưa ổn định các bác nhé. Ngoài ra thì khi mà những con chim yếu ấy, anh em để ý là khi mà anh em cho nó tắm các bác nhé, cho nó tắm ấy thì có thể là nói là những con chim yếu mà khi mà cho nó tắm ấy thì lông nó thường thường nó ướt rất là sũng các bác nhé, nó ướt sũng luôn và nó rất là lâu khô các bạn, nó rất là lâu khô luôn các bác nhé. Còn những con chim yếu thường thường là nó nhảy nhót ở trong lồng các bác nhé, nó nhảy nhót ở trong lồng cái cảm giác nó không được khỏe mạnh đâu, nó cứ yếu mà. Bởi vì các bác cũng có thể là liên tưởng đến con người anh em chúng ta. Khi mà yếu ấy thì mọi hoạt động của chúng ta đều chậm chạp và chúng ta chả muốn làm cái gì cả. Những con chim yếu nó chỉ đứng trên cái cầu nó cứ cù dù thôi. Thì đây là những con chim yếu nhá, thì hoặc là lông nó rất là sơ. Lông những con chim yếu thì nó rất là sơ đúng không nhá. Và có thể là những con chim đó nó có thể nó bị thiếu chất luôn. Thiếu chất là sao? Thiếu chất là em có một cái video nói với các bác rồi, là những cái lông của nó ấy, thường thường nó là phải lông màu vàng hoặc là màu xanh đúng không nhá. Thì nhưng mà cái lông của nó sẽ thay đổi ra là thay đổi theo kiểu là nó có một vài cái phớt trắng các bác nhá. Thì đó là những con chim, đó là những con chim thiếu chất. Thì nó sẽ không được nó, bởi vì là do cái quá trình mà khi trong cái quá trình mà thay lông ấy, chim thay lông ấy thì các bác chăm nó không được chuẩn chỉ các bác nhá. Thì nó bị thiếu chất là như vậy. Còn về bây giờ mình lại nói về cái vấn đề chim khỏe. Thì chim khỏe nó ngược lại với chim yếu thôi. Thì những con chim khỏe ấy, thì nó thường thường nó ở trong lồng ấy, nó nhảy nhót rất là khỏe luôn. Nó nhảy nhót khỏe, nó khỏe mạnh và nó rất là linh hoạt có nhá. Linh hoạt có nghĩa là con chim nó lúc nào nó cũng nó có thần thái của nó có nhá, nó rất là khỏe. Mặt thì có những con chim có nhá, có những bác có những con chim như này này các bác này. Mặt nó khi mà nó căng nhá các bác nhá, khi mà con nó căng mà nó khỏe có nhá thì mặt lúc nào nó cũng vênh này, nó nghênh như này, nó cứ nghênh như con trâu ấy. Các bác xem trên tivi ấy hoặc là xem ngoài đời thực tế ấy, có những con trâu trọi mặt nó vào khi mà nó chiến đấu ấy, nó cứ nghênh mặt lên thì con chim họa mi nó cũng nghênh như vậy nhá các bác nhá. Và có những con chim họa mi ấy thì khi mà nó căng hoặc nó khỏe các bác nhá, nó căng hoặc nó khỏe thì cái mắt nó thường thường nó sẽ méo lại các bác nhá. Nó méo sạch lại các bạn. Nó méo sạch lại. Và có những con chim họa mi các bác tưởng tượng là khi mà nó căng các bác nhá, khi mà nó căng hoặc nó khỏe lên ấy thì nó căng quá các bác nhá, nó căng quá thì cái ở trong cái lòng mắt này các bác này, ở trong cái lòng mắt này lúc nào cảm thấy nó ướt nhiều, nó muốn khóc ấy. Có những con nó còn ướt ra cái vành này. Đấy là những con chim rất là khỏe các bác nhá. Rất là chim khỏe. Ngoài ra thì các bác có thể quan sát về cái bộ lông của con chim. Cái bộ lông của con chim ấy khi mà nó khỏe ấy, thì nó được ăn uống đủ chất các bác nhá. Nó ăn uống đủ chất ấy, thì nó rất là bóng, nó rất là mượt các bác nhá. Nó bóng mượt cực kỳ luôn. Thật sự với các bác là thế. Bóng mượt cực kỳ luôn. Những con chim này ấy, mà những con chim khỏe mà lông mượt, bóng mượt khỏe ấy, mà các bác cho đi tắm nhé, em đảm bảo với các bác luôn, các bác chỉ cần cho con chim nó nhảy xuống lồng nó tắm, nó tắm trong phát nó đậu lên, nó rũ vài cái là lông nó tự động nó khô rồi, nó bóng nó khô. Nghĩa là các bác tưởng tượng như cái lông của nó là lông vũ đúng không các bác, tưởng tượng như cái nước của nó còn không ngấm được vào cái lông ấy. Mà các bác tưởng tượng nó như kiểu là mình rõ một cái giọt nước lên một cái tấm kính nó tự trôi đi. Đấy là những con chim mà sau khi mà anh em chăm sóc trong quá trình mà chim nó thay lông ấy, mà anh em chăm được những cái bộ lông như vậy thì nó thật sự với các bác là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói thật với các bác cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hoặc là những con chim đó khi mà tắm xong các bác nhé, khi mà tắm xong các bác cho lên phơi nắng cần rũ, nó rũ vài rũ thôi, nó rũ lông ấy vài rũ thôi là cái con chim của các bác nó tự động nó khô lông. Mình cảm giác như con chim nó đã khô lông của tầm 60-70% rồi các bạn. Đấy thì mà hoặc những con chim mà nó khỏe ấy,
Thì tầm này các bác có thể thấy là bây giờ em thì em chỉ có một cái điện thoại thôi, em không có hai cái. Nhưng mà em không mượn được vợ em, hôm nay vợ em đang ở dưới đang ghi đơn cám các nhá. Thì các bác có thể thấy là những con chim khỏe kể cả tầm này nó vẫn cứ hót bình thường các bác nhá. Tầm này nó vẫn hót bình thường, kể qua là cái lúc là mình luyện chim ấy, mình luyện chim mà khi nào mình muốn cho nó hot thì nó được hot. Thì bởi vì con chim này em bận cả ngày thì bây giờ là tranh thủ lên làm cái video cho các bác, thì em sẽ mở áo lồng cho nó hot, để nó đây cho nó hot rồi các bạn. Bởi vì khi mà con chim mình được luyện hot thường xuyên ấy thì mình cứ mở áo lồng cho con chim nó tự hot, mình mở áo lồng con chim tự hot. Mặc dù kể cả em nói thật sự quá, có lúc có những con chim kể cả đêm các bác treo ở trong nhà nhá, đi nếu mà treo trong nhà các bác bật điện sáng lên ấy, mà các bác treo lên cái chỗ mà nó hay thường treo, các bác mở áo vải ra, các bác bật vài tiếng kích mái hoặc bật tiếng tích trống lên thôi là con chim nó tự động nó hot các bác nhá. Là con chim nó tự động nó hót, nó căng như mức độ như thế. Đấy là những con chim khỏe và những con chim căng. Còn những con chim yếu thì chắc chắn là sẽ không làm được cái việc đó các bạn. Với những con chim khỏe và những con chim yếu như vậy, mà con chim các bác khỏe thì ok. Con chim khỏe có những con coi nhá. Con chim khỏe có những con thậm chí là nó các bác nuôi không cần mái. Nếu các bác chăm nó khỏe mạnh tốt thì các bác tự treo chỗ nó tự hót các bác nhá. Nó tự nó hót. Còn những con chim yếu nếu mà không có mái thì chắc chắn là sẽ không làm được cái việc đó. Còn những con chim khỏe mà có mái thì các bác sẽ giải quyết được vấn đề đó. Còn bây giờ em sẽ nói thêm là khi mà những con chim của mình chót chăm nó yếu rồi thì anh em mình sẽ làm thế nào để xử lý lại nó. Thì cái cách này thì em cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà xin phép là nói ở đây luôn thì những con chim mà nó đã yếu rồi nhá, thì các bác việc đầu tiên ấy, các bác kiểm tra xem là cái phân của nó có đẹp hay không. Nghĩa là có những con chim đường ruột nó rất là kém, mà có những con chim mà phân nó cứ không được đạt ổn định, hoặc là phân nó có màu xanh, hoặc là phân nó có những cái màu khác thường so với những cái loại những cái con chú chim bình thường, hoặc là phân nó không được khuân, nó nhão các bác nhá. Thì anh em phải chú ý cho em là anh em phải bổ sung lại ngay. Thì cái việc đó là cái việc có những con nó không hợp cám thì các bác phải thay cám cho nó ngay. Vì cám cũ nó không tốt nên là con chim nó mới bị như vậy. Thì anh em lên thay cám cho nó và anh em tìm cho nó một cái loại cám nào nó hợp với chim thì anh em cho nó ăn. Đấy. Cái thứ hai là anh em phải bổ sung sâu với dế hàng ngày. Mồi tươi ấy, bổ sung mồi tươi ấy, mồi tươi thì trong đó có cào cào này, sâu này, dế này, và các loại con côn trùng mà những con chim nó thích ăn các bác nhé. Những con chim thích ăn thì mình lên bổ sung nó như vậy. Mình lên bổ sung nó như vậy thì nó sẽ dần dần nó sẽ lấy lại sức khỏe. Nó giống như kiểu cái người mình bị suy dinh dưỡng các bác nhé. Cái người mình bị suy dinh dưỡng, bị yếu ấy, thì mình phải bổ sung bằng ví dụ như con người mình thì là thịt gà, đúng không? Thịt lợn, ăn những cái loại đồ hầm các thứ, thì con chim nó cũng vậy thôi các bạn. Và cái thứ hai, cái quan trọng hơn nữa là các bác phải cho nó tắm giặt hàng ngày. Cái tắm giặt hàng ngày cũng là một phần rất là quan trọng các bác nhé. Mà khi các bác tắm xong ấy thì các bác bắt buộc các bác phải tắm nắng. Tắm nắng để làm gì? Tắm nắng để cho con chim nó nhận được những cái vitamin vào ở trong cái ánh nắng nó có các bác nhé. Để cho con chim nó khỏe mạnh các bác nhé. Và cái tiếp theo này khá là quan trọng này. Cái tiếp theo khá là quan trọng, và anh em phải cho chim nó ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ các bác nhé. Ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ là sao? Có thể có những bác là để treo con chim nó tơ hơ ra ở chỗ cái chỗ đông người, và khi nào anh em mình tắt điện đi thì anh em mình mới được ngủ. Thì anh em tắt điện đi thì con chim nó mới tĩnh, nó mới được ngủ. Còn có những con chim các bác cứ treo ở cái chỗ đó và các bác bật điện cả ngày, xong ban ngày các bác làm việc, xong các bác cứ treo nó đấy, xong buổi tối các bác thức đến 12 giờ đêm, 1 giờ đêm ấy, nó vẫn cứ đựa, nó vẫn cứ ở đấy và nó cũng không được ngủ các bác nhá. Thì những con chim nó rất là ảnh hưởng cho sức khỏe. Các bác chú ý nhá, con chim nó khi mà nó ngủ phải gập đầu, cái đầu nó vào cánh này, cái đầu của nó vào cánh này, thì lúc đó con chim nó mới là ngủ. Còn những con chim nó nằm co do này mà nó nhắm mắt lại thì đấy là nó thật sự qua là đấy là những cái như con chim nó ngủ, gọi là ngủ chớp, gọi là ngủ chớp nhoáng ấy. Còn được chút cho nó buồn ngủ quá nó phải ngủ như vậy các bác nhé. Thì anh em chú ý cho em là như vậy. Thì nói thật sự với các bác là cái video này ấy, thì nó cũng rất là đơn giản với tất cả anh em biết chơi chim rồi, thì hy vọng là sẽ giúp được các bác phần nào trong cái việc mà anh em mới chơi chim các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy là một chú chim khỏe, đây là một chú chim khỏe các bác nhé. Một chú chim khỏe nó phải có phong độ hót ổn định như này. Thì các bác có thể thấy bên này nhá, bên này nhà em này trời nó rất là tối này các bác này. Đấy, và các bác nhìn trên cái màn ảnh của các bác ấy, cái nhìn trên màn ảnh của các bác chỗ tay em chỉ này, nó có những cái con có những cái hạt muỗi ti 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 nhá. Cái này thì các bác xem điện thoại thì nó sẽ khó thấy hơn là các bác xem ở trên những cái thiết bị to lớn như tivi chẳng hạn, thì các bác thấy nó bị nhiễu như này. Thì anh em hãy cố gắng là nó bị nhiễu như này bởi vì là trời nó quá tối, điện thoại nó không thể nâng sáng lên thì nó thành nhiễu như vậy nhá các bác nhá. Thì trên đây là cái video em chia sẻ với các bác, thì thời tiết nó cũng khá là muộn rồi, mặc dù con chim của em nó vẫn hot, thì em cũng xin phép là dừng video tại đây. Các bác có thể thấy này, trăng lên này, ở trên trời này trăng nó lên rồi, không nhìn thấy, đấy trăng nó lên rồi kìa.
Trăng lên rồi, rất là tối các bác nhé, rất là tối. Mà trăng nó đã lên rồi mà em vẫn còn phải, em vẫn ngồi đây làm video cho các bác. Thì nếu các bác nào thấy cảm thấy video này nó hữu ích, hoặc là các bác cảm thấy cái sự nhiệt huyết của em trong cái vấn đề mà anh em mình trao đổi nuôi chim cò hàng ngày ấy, thì các bác hãy cho em xin mỗi người một là nút là like, một nút like hoặc là một nút ấn chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Bây giờ trời nó cũng khá là tối rồi, em xin phép và dừng video ở đây đây. Chúc các bác xem video vui vẻ và chúc các bác nuôi được những chú chim thật là khỏe mạnh các bác nhé, hót thật là nhiều như chú chim này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Chim nó rất là tốt. Đây, các bác có thể thấy là nhà hàng xóm nhà em đã bật điện rồi kìa. Đó, bên này cũng là một nhà hàng xóm này, thắp điện qua cánh cửa này, cũng bật điện rồi. Thôi em xin phép dừng video ở đây nhé. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chúc các bác xem video vui vẻ. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.